Thưa quý vị, thực hiện đường lối đổi mới xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là sự cần thiết đã được Trung ương Đảng xác định từ nhiều năm qua và là tất yếu của sự phát triển bền vững trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo trực tiếp toàn diện các mặt của đời sống. Trong chuyên đề kinh tế hôm nay, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, chúng tôi xin được giới thiệu một vài ghi nhận ở một số tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Tuy có khác nhau về ngành nghề sản xuất kinh doanh, quy mô hoạt động, nhưng các quỹ cơ sở và lãnh đạo đơn vị cùng hướng chung mục đích phát triển, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện từ anh Trần Thanh Thái, quê ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Cách đây gần 3 năm, anh Thái ra quân sau thời gian làm nghĩa vụ tại quân đội. Sau 18 tháng đi nghĩa vụ quân sự, rất nhiều bộ đội ra quân mà không tìm được việc làm phù hợp. Nhưng đối với Trần Thanh Thái là một đảng viên được kết nạp và rèn luyện trong môi trường quân đội, nên anh có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống của chính bản thân và gia đình sau khi xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh Thái đã chọn học nghề lái xe phù hợp với sở thích và điều kiện của mình để ổn định cuộc sống. Sau khi học nghề, anh được nhận vào làm việc tại công ty Taxi Mai Linh, Long An. Với tư cách là một đảng viên, anh luôn thể hiện tinh thần tiên phong, tận tụy trong công việc. Trước, trong và sau Tết thì công ty yêu cầu anh em thực hiện đúng giờ giấc và phục vụ bà con cô bác an toàn. Công ty cũng tạo điều kiện để sinh hoạt đảng thường xuyên hàng tháng, sinh hoạt ở chi bộ đảng ở tại công ty Mỹ Linh. Ngoài công việc chuyên môn, anh Thái và một số đảng viên khác đã được đơn vị tạo điều kiện thuận tiện trong sinh hoạt đảng theo quy định cũng như thực hiện vai trò trách nhiệm của mình tại nơi làm việc. Năm 2016, việc thành lập chi bộ đảng ở công ty cổ phần Taxi Mai Linh là một sự kiện chính trị quan trọng đối với toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong công ty. Từ khi thành lập và chính thức đi vào hoạt động, chi bộ công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, được ban giám đốc công ty đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện để chi bộ công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh công nhận là chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Đồng thời, chi ủy, chi bộ cùng quan tâm phối hợp với giám đốc doanh nghiệp tuyên truyền, vận động quần chúng lao động, trong đó đảng viên luôn là những tấm gương tiêu biểu trong nâng cao hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí mà chi ủy cho ban giám đốc công ty cùng phát động, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm qua thì với sự giúp đỡ của chi bộ đảng cùng các đảng viên và phối hợp với lại 300 cán bộ nhân viên giúp cho công ty là trong năm vừa qua là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Từ đó cũng góp phần là ổn định cái đời sống của người lao động và góp cái phần xây dựng phát triển ở tỉnh nhà. Cũng theo đánh giá công nhận của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, chi bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Bến Lức, tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do đại hội nhiệm kỳ đề ra, liên tục nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Đến nay, chi bộ đã phát triển lên 22 đảng viên, trong tổng số trên 90 cán bộ nhân viên tại đơn vị. Điều thuận lợi tại đây là lãnh đạo đơn vị vừa là bí thư chi bộ, nên bên cạnh việc tập trung mục tiêu hiệu quả kinh doanh, lãnh đạo đơn vị cùng tập thể chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể tại đơn vị. Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ, lãnh đạo, nhân viên tâm huyết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng lên, đưa chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam công nhận và khen tặng. Cụ thể, năm 2016, chi nhánh có tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng trên 20%, trong đó dành khoản tín dụng phù hợp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Hiện toàn chi nhánh có mức dư nợ tín dụng gần 2.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và gần 1.500 tỷ đồng cho giai doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Bên doanh nghiệp gắn bó với Ngân hàng Vietinbank là ở Bến Lức,
thì cũng nhiều năm cũng nhờ nguồn vốn của ngân hàng mà doanh nghiệp cũng thành đạt, nên cũng gắn bó với ngân hàng rất là thân thiết. Đầu tư hiệu quả thì hai bên cũng đồng thời có lợi, doanh nghiệp cũng lợi, phía ngân hàng cũng có lợi. Trong năm 2016, Vietinbank Bến Lức thực hiện nhiều cái chương trình ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn và doanh nghiệp để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Chi quỹ, chi bộ và đảng viên là nòng cốt lãnh đạo, tập hợp phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Hẳn người dân trên địa bàn thành phố Tân An, nhất là công nhân lao động, chưa quên sau những năm làm ăn quy hoàng. Đến năm 2010-2011, hàng trăm công nhân của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An phải nghỉ việc hoặc làm việc cầm chừng, thu nhập rất thấp do công ty kinh doanh thua lỗ, sản xuất bị đình trệ, thu hẹp. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư mới tổ chức đại hội cổ đông, bầu ra hội đồng quản trị mới và đã đi đến quyết định khẩn trương tái cơ cấu lại công ty, thay đổi gần như toàn bộ nhân sự điều hành công ty, đầu tư thêm nguồn vốn. Từ đó sản xuất của công ty dần phục hồi, thu hút nhiều lao động trở lại làm việc. Hiện nay, nhà đầu tư mới vẫn giữ lại thương hiệu Lafuco, công khai minh bạch trên sàn chứng khoán. Công ty mở rộng thêm ngành nghề hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ trong ngành nông sản, hải sản và một số lĩnh vực khác. Từ năm 2012 đến nay, hoạt động công ty từng bước đi vào ổn định và có lợi nhuận, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tại công ty thì có cơ sở đảng, có công đoàn và đoàn viên. Chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ các cái hoạt động xã hội và các cái mục tiêu xã hội. 2017 thì chúng tôi cũng mong muốn là tăng cái năng suất và chất lượng sản phẩm, và cái việc mà tái cơ cấu sản phẩm đầu ra và chúng tôi tăng cường cái chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chí cho các khách hàng nước ngoài, thì đội ngũ công nhân là một phần rất là quan trọng, và chúng tôi tạo điều kiện, hết sức tạo điều kiện cho họ để họ tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho công ty. Thật vậy, từ kết quả hoạt động thực tế cho thấy, ngoài mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể tại đơn vị. Song song đó, với bề dày hoạt động ra đời cùng với hoạt động của công ty từ những năm 1985, đảng bộ nơi đây đã cùng trụ lại với công ty sau thời điểm vô cùng khó khăn về tài chính và tổ chức nhân sự. Đảng bộ hiện có 32 cán bộ đảng viên trong tổng số trên 300 cán bộ nhân viên, công nhân lao động. Trong đó có nhiều đảng viên đảm nhiệm vai trò vị trí quan trọng trong công ty. Đây là nguồn lực và động lực để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề kỹ thuật vào làm việc và gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vào đảng. Đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể tại đơn vị mà nòng cốt là đảng viên và đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng năm qua, như trong xử lý hạt điều đã chuyển công nghệ chao dầu sang hấp hơi nước, công nghệ sản xuất sạch không gây ô nhiễm môi trường. Từ đó góp phần tích cực cho công ty thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, giải quyết việc làm, thu nhập cho công nhân, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, xây dựng doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững, xây dựng tổ chức đảng tại đơn vị luôn trong sạch, vững mạnh. Đủ sức lãnh đạo các đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hợp tác chặt chẽ của người sử dụng lao động, lãnh đạo doanh nghiệp với tổ chức đảng, tổ chức công đoàn. Ban tổng giám đốc cũng là rất là quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức hoạt động, nhất là những người lao động, để người ta có, thứ nhất là về những cái bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là người ta cũng đầy đủ, thực hiện đầy đủ. Ngoài ra còn có bảo hiểm 24/24 giờ, rồi những cái hoạt động của các đoàn thể thì ví dụ như là để cho anh em sau những giờ lao động mệt nhọc đó thì cũng được tổ chức những cái phong trào thể dục thể thao, rồi là tổ chức tham quan nghỉ mát. Trong đợt Tết năm nay thì công ty ban chấp ban lãnh đạo cũng tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể là tổ chức các phong trào thể dục thể thao, rồi văn nghệ, phục vụ Tết Tất Niên, mừng Đảng, mừng Xuân. Những năm gần đây, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, đa dạng về quy mô, hình thức tổ chức, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn coi việc phát triển xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một trong những mục tiêu quan trọng của công tác xây dựng đảng.
Chỉ tính riêng, đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 1.700 đảng viên. Trong năm 2016, đã thành lập mới thêm 4 tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn nhân sự cấp ủy 15 tổ chức cơ sở đảng để đi vào hoạt động nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ khối đã làm tốt vai trò trong việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Cấp ủy cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp trong quản lý điều hành của doanh nghiệp, từng bước đã tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất và cải thiện thu nhập đời sống của công nhân, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động. Năm 2016, các doanh nghiệp trong khối đã nộp ngân sách và các loại thuế trên 1.990 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội với số tiền trên 22 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì việc xây dựng phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp chưa tương xứng với quy mô, sự phát triển. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế như đã nói là do không ít cán bộ đảng viên, các quỹ đảng và thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về việc xây dựng phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp. Bởi vậy, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phải hướng vào thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức đảng, trong cán bộ đảng viên và chủ doanh nghiệp về phát triển tổ chức đảng là việc làm quan trọng. Xem việc xây dựng phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp hiện nay không chỉ đảm bảo lợi ích tổ chức đảng, đoàn thể mà chính là đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2015-2020 thì cái nghị quyết của đảng bộ là phát triển 10 đồng chí đảng viên mới. 10 đồng chí đảng viên mới thì chúng tôi đã phát triển được 2 đồng chí rồi. Thì kế hoạch 2017 thì chúng tôi phát triển 2 đồng chí nữa. Thì với vai trò là bí thư thì tôi thấy là cái trách nhiệm của mình là làm sao mà tuyên truyền được các cái đồng chí đảng viên, cũng như vừa là đảng viên, vừa là công đoàn viên, vừa là cán bộ công nhân viên nữa, ý thức được rằng là mình phải gương mẫu đi đầu trong cái công việc mà phát triển sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là đi đầu trong cái phong trào mà phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đây là một cái phong trào mà tiên quyết đối với doanh nghiệp, để mục đích cuối cùng là giúp cho doanh nghiệp chúng ta là tồn tại, phát triển. Với những ghi nhận ở một vài đơn vị đã nêu trong chuyên đề, với mong muốn điểm tô thêm nét xuân trong không khí hân hoan mừng đảng mừng xuân năm nay, cùng góp thêm tiếng nói trong thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung. Tin chắc rằng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp tỉnh ta sẽ ngày một phát triển và nâng chất. Qua đó chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, được chủ doanh nghiệp đánh giá cao về mục đích lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng tại đơn vị.